Tưng bừng khai trương, ngập tràn quà tặng tại trung tâm điện máy Công Giang tại địa chỉ Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại 0979 576 885. Trung tâm điện máy Công Giang kết hợp cùng Taka Việt Nam, thương hiệu bếp và gia dụng an toàn, xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt chào mừng ngày khai trương. Giảm giá cực sốc tất cả các mặt hàng và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn nhân dịp khai trương. Quý khách hàng hãy nhanh chân đến ngay với trung tâm điện máy Công Giang tại địa chỉ Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Đặc biệt, chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng cực lớn như sau. Một giải đặc biệt là một TV 43 inch trị giá 6 triệu 150 nghìn đồng. Một giải nhất, máy lọc nước an toàn Taka trị giá 5 triệu 300 nghìn đồng. Hai giải nhì, bếp ga xương an toàn Taka trị giá 1 triệu 320 nghìn đồng. Ba giải ba, máy xay sinh tố Taka trị giá 580 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích ấm siêu tốc an toàn Taka trị giá 260 nghìn đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia chương trình đổi cooler mới với các sản phẩm như chảo, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bếp ga không phân biệt chủng loại, kích cỡ, giá đổi chỉ từ 65 nghìn đồng. Tưng bừng khai trương, ngập tràn quà tặng, giảm giá cực sốc về tận gốc cho các sản phẩm mang thương hiệu Taka và rất nhiều quà tặng miễn phí. Tư vấn lắp đặt và kiểm tra chất lượng nước miễn phí. Giảm giá cực sốc toàn bộ sản phẩm bếp và gia dụng mang thương hiệu Taka cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Taka, thương hiệu bếp và gia dụng an toàn, mẫu mã đa dạng, phong phú, được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Nhật Bản với những ưu điểm hết sức tuyệt vời, an toàn và tiện nghi cho gia đình. Ở đâu khuyến mại, Công Giang khuyến mại nhiều hơn. Ở đâu bán rẻ, Công Giang bán rẻ hơn. Công Giang làm thật khuyến mại thật, bảo hành tốt nhất. Quý khách hãy nhanh chân và đừng bỏ lỡ chương trình khuyến mại vàng mừng khai trương chỉ có tại trung tâm điện máy Công Giang tại địa chỉ Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội hoặc 0979 576 885. Trung tâm điện máy Công Giang, đại lý chính thức phân phối toàn bộ các sản phẩm của nhãn hàng Taka. Taka, thương hiệu bếp và gia dụng an toàn. Taka, tiết kiệm nhiên liệu đốt, an toàn khi sử dụng, không ảnh hưởng tới môi trường, kỹ thuật tiên tiến hàng đầu khu vực. Taka, chất lượng thực, giá trị thực. Tưng bừng khai trương, ngập tràn quà tặng tại trung tâm điện máy Công Giang tại địa chỉ Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại 0979 576 885. Trung tâm điện máy Công Giang kết hợp cùng Taka Việt Nam, thương hiệu bếp và gia dụng an toàn, xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt chào mừng ngày khai trương. Giảm giá cực sốc tất cả các mặt hàng và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn nhân dịp khai trương. Quý khách hàng hãy nhanh chân đến ngay với trung tâm điện máy Công Giang tại địa chỉ Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Đặc biệt, chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng cực lớn như sau. Một giải đặc biệt là một TV 43 inch trị giá 6 triệu 150 nghìn đồng. Một giải nhất, máy lọc nước an toàn Taka trị giá 5 triệu 300 nghìn đồng. Hai giải nhì, bếp ga xương an toàn Taka trị giá 1 triệu 320 nghìn đồng. Ba giải ba, máy xay sinh tố Taka trị giá 580 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích ấm siêu tốc an toàn Taka trị giá 260 nghìn đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia chương trình đổi cooler mới với các sản phẩm như chảo, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bếp ga không phân biệt chủng loại, kích cỡ, giá đổi chỉ từ 65 nghìn đồng. Tưng bừng khai trương, ngập tràn quà tặng, giảm giá cực sốc về tận gốc cho các sản phẩm mang thương hiệu Taka và rất nhiều quà tặng miễn phí. Tư vấn lắp đặt và kiểm tra chất lượng nước miễn phí. Giảm giá cực sốc toàn bộ sản phẩm bếp và gia dụng mang thương hiệu Taka cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Taka, thương hiệu bếp và gia dụng an toàn, mẫu mã đa dạng, phong phú, được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Nhật Bản với những ưu điểm hết sức tuyệt vời, an toàn và tiện nghi cho gia đình. Ở đâu khuyến mại, Công Giang khuyến mại nhiều hơn. Ở đâu bán rẻ, Công Giang bán rẻ hơn. Công Giang làm thật khuyến mại thật, bảo hành tốt nhất. Quý khách hãy nhanh chân và đừng bỏ lỡ chương trình khuyến mại vàng mừng khai trương chỉ có tại trung tâm điện máy Công Giang tại địa chỉ Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội hoặc 0979 576 885. Trung tâm điện máy Công Giang, đại lý chính thức phân phối toàn bộ các sản phẩm của nhãn hàng Taka. Taka, thương hiệu bếp và gia dụng an toàn. Taka, tiết kiệm nhiên liệu đốt, an toàn khi sử dụng, không ảnh hưởng tới môi trường, kỹ thuật tiên tiến hàng đầu khu vực. Taka, chất lượng thực, giá trị thực.